Mũi Trưởng Long có động thái dằn mặt khi Hậu Hoàng bị một netizen nhận vơ làm vợ. Dù bình luận của Mũi Trưởng Long đã bị xóa đi nhanh chóng nhưng cư dân mạng chụp lại mất rồi. Dù sao nhập ngũ 2020 đã kết thúc từ lâu nhưng có vẻ như thuyền Hậu Hoàng, Mũi Trưởng Long vẫn không có dấu hiệu bị chìm, thậm chí còn được nâng cấp lên thành chiến hạm do hai nhân vật chính liên tục có những pha cẩu lương khiến con dân ghen tị. Điển hình là mới đây nhất, Mũi Trưởng Long đã bất ngờ đăng ảnh chụp chung với Hậu Hoàng rồi liền bị dân tình phát hiện đeo vòng đôi cũng như ba lô đôi. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi có một cư dân mạng bỗng vào nhận vơ Hậu Hoàng là vợ. Trong khi đàn gái thắc mắc một cách rất nhẹ nhàng thì đàn trai dần mặt có vẻ máu lửa hơn nhưng cũng nhanh chóng xóa bình luận sau đó. Dù vậy vẫn bị cư dân mạng chụp lại. Đừng có nhờn với Mũi Trưởng Long nha. Thúy Hậu. Đồng chí Hoàng Thúy Hậu. Đồng chí Hậu. Thúy Hậu. Đồng chí Hậu. Đồng chí Hậu. Đồng chí Hậu. Đồng chí Thúy Hậu. Đồng chí Hậu. Không phải tự nhiên đồng chí Long chú ý đến đồng chí Hậu. Ngay từ ngày đầu tiên, đồng chí Hậu đã thể hiện sự nổi bật của bản thân trước toàn mũi. Báo cáo đồng chí. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng. Theo lệnh của đồng chí đội trưởng. Chiến sĩ Dương Hoàng Yến. Đỗ Khánh Vân. Theo điều lệnh. Phải chào rồi mới được đi ạ. Chào. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng. Theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí vào vị trí làm việc. Rõ. Là người duy nhất thực hiện đúng chào điều lệnh. Quả nhiên đồng chí Hậu không hề tầm thường. Tất cả ánh mắt đều dõi theo đồng chí Hậu, bao gồm cả mũi trưởng. Yêu cầu đồng chí biểu dương đồng chí Thúy Hậu. Nhưng sau khi sự nhẹ nhàng của đồng chí Long bị ekip chú ý, đồng chí Long ngay lập tức nghiêm khắc hơn. Đồng chí ơi. Đồng chí ơi. Kèm một loạt câu hỏi vì sao. Sao đồng chí không chi hô to lên để các lực lượng khác đến ứng cứu? Tôi cũng có nói to to rồi. To như thế nào mà tại sao trong đêm này không có một lực lượng nào đến ứng cứu? Sau khi pháo tay nổ, đồng chí làm gì? Pháo tay nổ chưa? Tại sao chỗ thì khô, chỗ thì gợt như vậy? Sáng đồng chí không rửa mặt đúng không? Và rất nhiều làm lại. Làm lại, làm lại, làm lại, làm lại, lại, lại. Trong các đồng chí nam thì đồng chí Mũi Trưởng là người làm cho em có nhiều cảm xúc nhất. Làm em vui cũng có, làm em buồn cũng có, làm em cáu cũng có, mà làm em ghét cũng có. Tuy nhiên đồng chí Long cũng có những cú tự vả như sau. Đối với các đồng chí, trong quá trình học tập, công tác tại đơn vị, các đồng chí chỉ xưng đồng chí và tôi, không sử dụng những từ ngữ khác. Hậu phản bẩn. Hậu ra đây quan sát, Hậu thấy chăn này hình trưa nay Hậu. Hậu chưa gấp lại, Hậu về vị trí. Theo như sự quan sát tỉ mẩn tại hiện trường và lọc mòn mỏi cả chục góc máy, đồng chí Long đã vô cùng sơ suất khi chỉ cổ vũ một mình đồng chí Thúy Hậu. Em to lên mới có sức chắc được. Em to lên mới có sức chắc được. Có lúc em ghét quá, em đứng trong phòng em còn hét lên em ghét quá. Tự tin tôi lắm. Tôi tin đồng chí, tôi tin đồng chí. Thúy Hậu cố lên, Thúy Hậu, Thúy Hậu, Thúy Hậu cố lên. Cố lên. Hay như lúc bắn súng Uzi, khi Khánh Vân lên, bình tĩnh. Khi Hoàng Yến lên, bình tĩnh, làm chính giữa mục tiêu. Khi Diệu Nhi lên, đó. Khi Nam Thư lên, bắn tốt hơn tôi rồi. Khi Kỳ Duyên lên, bình tĩnh, làm chính giữa mục tiêu. Nhưng khi Thúy Hậu lên, tự nhiên lại có thưởng. Bắn đủ hai mục tiêu này có thưởng. Thưởng gì ạ? Hứa sẽ thưởng. Vẫn còn hai cơ hội đủ tiêu diệt, vẫn có thưởng. Viên này trúng vẫn thưởng. À quên, còn được đeo súng cho nữa. Ngoài ra đồng chí Long cũng có rất nhiều những câu nói đỉnh cao như rất nhiều đồng chí ở đơn vị muốn nghe. Thời gian nó là của tôi hết rồi. Tôi ngầu ấy, anh nhập. Đồng chí ạ. Đội 2 có đồng chí Thúy Hậu và đội Vệ Nhi. Sinh hoạt ở Giác Phơ. Sắp ạ, là sinh hoạt ạ. Sắp ạ. Cặp vật lại đồng chí ngồi gần lại cho đội hình giãn đỡ. Thương binh, cố gắng. Này rất vất vả đây. Trước ngày hôm qua, đã có thể nói chuyện. Cảm giác đồng chí cũng rất hòa đồng thôi. Hòa đồng với tôi. Hòa đồng với tôi. Với tôi. Wow.
đến đoạn nói xấu chưa ạ? Đồng chí mới bảo là tí đến đoạn nói xấu nữa mà. Đâu? Nói xấu chưa ạ? Xấu à? Dạ. Mục đích của tôi là để đồng chí ngồi nghe tôi nói thôi. Wow. Bạn là, có nghĩa là tí nữa sẽ vẫn tập đúng không ạ? Dạ. Đúng. Buổi tối nó lại không khai luôn á. Thật ra thì em thích tập buổi tối thế này hơn là tập sinh hoạt. Nhưng mà em thấy vui tập buổi tối. Hôm nay chúng ta không sinh hoạt. Dạ. Chúng ta đi gọn chuồng heo. Dạ. Mà dọn chuồng heo thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Dạ. Đồng chí Thúy Hồng có ghét tôi không? Em vẫn thích các hoạt động như vậy hơn là sinh hoạt ạ. Có ghét tôi không? Sáp ạ. Là sinh hoạt ạ. Có ghét tôi không? Sáp ạ. Dạ. Đồng chí ngồi gần lại cho độ hình giãn đều ra. Các ông chí đặt hết mũ về phía trước đi. Úp bát ạ. Ai sẽ là người mở bát hả họ? Tôi ạ. Tôi bắt cái. Điểm gì? Bắt buộc hả đồng chí? Đẹp mang tính thống nhất mà. Em ủ tai quá, mọi người còn ai ủ tai không? Em ủ tai đang Israel rất là ủ tai. Em chỉ nghe được, đây em sẽ nghe được khu vòng bên này, còn vòng bên này không nghe gì. Tai này. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em nghe được tai này. Em nghe được tai này, còn tai này. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em nghe được tai này. Em nghe được tai này, còn tai này thì em chịu. Anh chỉ hỏi đồng chí nghe thấy gì không thôi. Chứ anh không nói gì vào tai đồng chí ấy cả. Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau. Mình em cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì. À dạ hôm nay em ghét mấy giờ hả đồng chí nhỉ? Ôi. Chị ơi, em vừa nhìn thấy cảnh nổi da gà quá, sợ. Chị xếp được mấy ghét mấy giờ cơ? Em vừa quay ra bảo đồng chí Lâm. Em sợ đấy, em sợ mọi người sợ em mấy giờ ạ? Cái gì nó làm hành động gì? Làm lại coi, 2, 3 mọi người tập trung vào hậu hoàng này. Dạ không, đây là Khánh Vân ạ. Lúc nãy Khánh Vân vừa hỏi đồng chí em chẳng may em chứng kiến về cái cảnh đấy em mù mắt. Dạ thế hôm nay em gác mấy giờ ạ? Chọc mù mắt tôi đi. Trời ơi đồng chí Tành. Trời ơi mù. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ không ai hiểu thấu. Sao mình chơi trò chơi gì nhỉ đồng chí Lương nhỉ? Chơi nói từ đi đồng chí ơi. Chơi nói từ đi tôi còn chơi được. Chứ hát làm sao tôi đi tham gia được. Những người lính giữa cánh rừng cao su, do đại ngàn nghe ra rừng đi vù. À Mở đầu. Nè, cái đầu là chữ những, chứ không phải chữ A. Những gì ạ? Nếu đồng chí Kỳ Duyên tham gia tôi cũng sẽ tham gia. Mặc dù tôi đã mất giọng. Ý là chơi nối từ thì tôi sẽ tham gia được. Nhưng nếu mà chơi hát. À không ạ. Nếu đồng chí tham gia tôi cũng sẽ tham gia mặc dù tôi đã mất giọng. Nhất trí. Nghĩa là tôi sẽ là động lực của đồng chí đúng không? Đúng rồi. Tôi sẽ là động lực của đồng chí đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Vừa mù mắt vừa điếc cả tai rồi. Mọi người ở đây làm sao ấy nhỉ? Chị muốn sang đây ngồi với em không? Hả? Chị muốn sang đây ngồi với em không? Em qua đây ngồi chị không? Các ông chị muốn chơi nối từ hay là chơi chơi trò gì khác đấy? Em ngồi với Duyên luôn, anh ngồi bên đó. Cảm ơn em đã rời xa anh, để anh biết không gì là mãi mãi. Cảm ơn em đã buông vòng tay, để anh thấy anh kiên cường hơn anh của hôm qua. À, đồng chí Doanh lại trở về bên tôi. Dạ, vì đồng chí Diệu Nhi muốn ngồi cạnh tôi ạ. Chị Diệu Nhi muốn ngồi cạnh tôi ạ. Chị muốn sang đây ngồi với em không? Chị muốn sang đây ngồi với em không? Vì đồng chí Diệu Nhi muốn ngồi cạnh tôi ạ. Vô chị. Cái gì kìa? Bây giờ các đồng chí muốn chơi trò nối từ hay chơi trò gì khác? Trò một con ếch rơi xuống ao, tóm, hai con ếch rơi xuống ao, tóm, ba con ếch rơi xuống ao, tóm. Đấy.
Yeah. Chào anh, nói tôi.